Ngân 98 và Thanh Tâm Bắc Cần Bơ là hai cái tên liên tục khiến dân tình bàn tán với những drama không hồi kết. Nếu như Thanh Tâm đại chiến với Đức Bo, thì Ngân 98 mới đây cũng có màn đụng chạm cực căng đến đàn chị Ngọc Trinh. Lùm xùm với Ngọc Trinh chưa lắng xuống, Ngân 98 tiếp tục gây tranh cãi khi công khai chê bai Trần Thanh Tâm. Cụ thể, trong một buổi livestream mới đây, Ngân 98 đã bắt chước cách nói điệu đà của Thanh Tâm trong clip trứng rán cẩn mỡ Bắp Cần Bơ. Sau đó, hot girl ngực khủng thẳng thừng cho biết chưa bao giờ thấy uổng phí mấy giây cuộc đời cho đến khi xem đoạn clip thả thính này. Ngân 98 khẳng định, lâu giờ Ngân cảm thấy trên đời ai cũng bình thường, mà riêng trứng rán cẩn mỡ Bắp Cần Bơ là Ngân không ưa xíu nào luôn á. Không ưa chứ không phải là ghét nha. Khi có fan comment trong livestream rằng Thanh Tâm sinh năm 2000 nhưng vẫn xưng chị khi livestream, Ngân 98 tỏ ra rất tức giận. Liên hệ với Thanh Tâm, quản lý của cô nàng từ chối có những bình luận về sự việc này. Quản lý cho biết Thanh Tâm không muốn vướng vào thị phi vì đang chuẩn bị đóng phim. Cái giọng giống cái con trứng rán cẩn mỡ Bắp Cần Bơ thử coi nè. Trời, trên đời từ lúc mà nói sao ta, lâu giờ Ngân cảm thấy là ai cũng rất bình thường mà sao cái con trứng rán cẩn mỡ Bắp Cần Bơ đó Ngân không ưa xíu nào luôn á. Những phát ngôn của Ngân 98 khiến cộng đồng mạng thêm ngán ngẩm vì cô liên tục chê bai cả khịa người khác và gây chú ý bằng những phát ngôn gây sốc. Hiện những người trong cuộc chưa đưa ra phản hồi nào về sự việc.